Trước rồi sẽ cho cả mọi người mình làm mini lô đây, thì ngày hôm nay là mình sẽ giao video đặc tính cho mọi người, cái tính cái siêu to khổng lồ luôn đấy. Thì cũng có những bộ phận item đó mọi người, thì nó sẽ cho chúng ta là một cái tay thỏ giống như tôi nè, với lại một cái mũ gì đấy. Tôi sẽ đưa hình cho mọi người xem. Thì tôi sẽ đặt tấn là cái tấn nào nha, trời ơi tấn to rồi. Thì tôi sẽ bỏ 250 bút qua mua một tảng đá mượn của tỷ, nó mượn thế nào nha anh em, mua luôn nhá. Chơi game này tốn tiền quá thiệt luôn. Hôm nay là tôi sẽ chơi một mình tôi thôi, tại vì những người kia không chơi đâu. Tôi sẽ mua luôn nha anh em. Ok, tôi đã mua đá to rồi. Đâu, tôi cần một đá to rồi. To vậy, thề luôn. Đây là cái mũ thỏ là tôi đặt cái này đó mọi người. Một tâm như là tôi đoán là 150 gram máu hay sao. Đúng rồi nè. Đây tôi sẽ tu nhanh đặt luôn nha mọi người. Trước tiên là mọi người nếu mà thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, share, subscribe, bấm vào cái kênh sẽ nhận được thông báo từ video Minalo nha mọi người ơi. Thì cũng có lời giải rồi đó mọi người, cũng có đánh giải rồi luôn. Thì tôi lâu lâu thì tổ chức một lần thôi nha, tại vì tổ chức nhiều quá thì không tốn tiền lắm mọi người ạ. Thì tôi sẽ đặt cái bản tính này luôn nha mọi người. Rồi nha, thì mình sẽ tải auto nha mọi người. Ok, mình sẽ tua nhanh nha mọi người. Tua nhanh đập luôn nha. What the fuck? Tôi đang đập nó rồi đánh tôi kìa. Wow. Biết kênh Minalo không? Thằng này nó cũng có bản lĩnh đấy. Tính ra là tôi mới vừa tải auto đây, nếu mà tôi không tải thì cũng chết rồi. Ok, mình sẽ bỏ vào phần này nhé, mình sẽ tua nhanh nha mọi người. Thề luôn, cũng có mấy TK được dành chứng với tôi đấy. Tôi chịu luôn đấy. Tôi không làm gì luôn, cái chân của nó bật mà tôi nó không bật. Có mấy TK tôi dành chứng thôi đấy. Chịu luôn. Ok, em sẽ tu nhanh luôn nha anh em.
công sức đọc thì nó cũng sắp bể rồi mọi người ơi. Còn mà nếu mà mọi người có thể kiếm nhanh ấy, thì mọi người có thể vào server thường mọi người kiếm cho lẹ, hoặc là mọi người có thể là bỏ 100 bút ra mua một cái server VIP chờ 4 tiếng nó mới hồi sinh ra cho mọi người. Tại vì tôi thông báo cho mọi người trước, có những mọi người chờ đấy. Tôi sẽ có cái mũ kia em, nếu mà tôi có rồi thì tôi sẽ cái mũ này nó ra đi, ra đi. Ủng hộ cho tao ra đi, ra đi. Lá luôn rồi. Đâu có, nó không ra kìa kìa. Không ra kìa. Buồn thật. Cảm ơn mũ thôi nha. Ok, sẽ đi đặt tiếng đó mọi người ơi. Let's go. Fuck man, cái nào sao?
sao rồi? Chạy cái quần què đứng lại. The fuck. Chạy cái quần què. Chạy cái quần què. Ngu kìa, ngu kìa. Đó là do mày. Đó là do mày kêu tao giết đó nha. Tao không làm mày đâu nha. Thường kiểu nhận cái tính hay sao ấy, nó không muốn phụ mình hay sao, cho nên biết mọi người lại biết cái mở bờ thì biết tôi đã bị khó bằng tử mà nha. Uống luôn rồi rồi hả, cái gì cho bánh thân ở nó nhận chứng mình vậy sao, mình biết nó thôi. Thì anh em thì tôi đặt và tấm hai nữa là tôi sẽ dừng clip nhé mọi người ơi, tôi chịu hết nản lắm anh em. Rồi hai đứa bạn tính là tôi thấy gần tiếng rồi, tôi có bạn giúp mà tôi không tôi chẳng tại vì nó có đang tham gia rồi anh em. Hồi nãy là tôi tưởng đâu là nó chạy tới nó đập cái tấm ở giờ đi tham gia thề luôn. Thì ông cố Trang cũng đi giờ đi ngủ chưa dậy đâu, thằng Cam ấy, Cam bạn tôi đấy, giờ này ngủ cũng chưa dậy đâu. Thì có nói thì nó giúp tôi xí à, đúng rồi nhá, thì cái mũ đó là như tỷ lệ 5% hay sao ấy, cái mũ vòng tròn ấy, mũ này nè nè, và như cái mũ thỏ là kiểu 50%, còn cái ba lô bảy màu ấy anh em 1% thôi, anh em mình ra được cái ba lô đó là không bị bắn luôn. Ờ tại vì chưa có ai có đâu anh em ơi, không ngồi cho tôi ra được cái mũ đó nọ anh em, thề luôn, chịu luôn rồi anh em. Cho tôi ra đây anh em. Thôi mình mất kinh nghiệm nên mình sẽ dừng clip nha anh em ơi. Thì ok mình sẽ dừng clip nha mọi người ơi. Nếu mà thấy video này hay hãy để lại cho mình một like, share, subscribe, bấm mọi kênh để nhận được thông báo từ video như Zalo nha. Còn anh thì cũng có nhiều người cơ đủ phạt kia thì tên luôn nha mọi người. Mình Zalo 5090 nha anh em. Cái tên luôn đó. Dốc này mà đi đặt tụi nó là chỉ có chết thôi, mượn được quả ấy thề luôn. Và tôi thấy là đặt cái tính này nó tốn tiền me quả ấy thề luôn. Và anh em có bạn nữa anh em cứ kêu vào đặt phụ. Ờ tại vì tôi đặt một mình kiểu sida quá lâu thề luôn. Và tôi sẽ nhìn clip ở đây nha mọi người, bye bye mọi người, mình tối